đâu mất tiêu chưa về rồi. À, Linh dưới rồi, mấy nhắc cái tới liền rồi. Đâu vậy? Rồi hái dọn gì làm gì đây? Hả? Tôi nhớ đó, cứ về đâu bị câm đâu, sao giờ kỳ vậy? Đi mượn tiền trả nợ chứ làm gì mà câm? Thì tôi hỏi không trả lại, tôi tưởng bị câm. Được mấy tiếng không gặp bị câm liền chứ. Nhập câm ngang. Lũng má còn về hái gói cho người ta kiếm tiền nè, trả nợ nè. Chứ giờ tiền đâu trả? Lụm lụm mấy giấy gọn cái ra được mấy chục triệu hay gì lụm gì nhà có nhiêu xây nhiêu chứ giờ không có cắt bạc gì hết trơn rồi. Giờ nó lấy quận huyện tá đẻ gì cho nợ cho người ta 15 à. Triệu mà giờ đưa có 1 triệu là thấm chỗ nào như muốn bỏ biển thì nó cho anh hai em ba anh hai mượn thì tự anh hai trả gì nó hoài trời. Người ta đòi hôm nay luôn đó, giờ đi qua hả hả ta đầu như chạy giặt nha, mắc cỡ không chết luôn. Sao không mượn sổ đỏ của cha của mẹ đi, tự nhiên mượn sổ đỏ của tôi làm chi? Này hai chồng mua đất chứ phải của ông bà mua đâu mà mượn đem cầm. Của cha mẹ sao không mượn mà đi mượn của tôi? Lên đầu hả đưa có 1 triệu mà trả được gì? 15 triệu đó mà giờ cần có nhiêu đó. Có gì đó nó hoại trời. Nói cho người biết chút. Rồi nói ai biết, tôi bà biết ai biết. Thằng xóm tao biết. Cần lấy lô mới mượn cho bà lo la lên. La tới tôi là hay làm cái gì? Cho người ta biết thì bà la lên tao biết. Để là nói vậy ta không biết, không nghe. Ông mê nhậu ham nhậu không biết gì trơn á. Thì cho ông mượn, ông đáng mượn, từ từ ông trả gì trời. Tôi lên hả, tôi chỉ tôi có, tôi có 1 triệu đó. Thì tôi trả thấm như đâu. Cái chuyện không mất mệt đâu. Có gì đó cằn nhằn nó hoài luôn trời. Tôi ngó miệng cho tôi nói. Rồi bà nói có ra lời ra tiền không? Giờ bắt tôi nín hay làm cái gì? Rồi có lời ra tiền không? Thì tôi nói gì có ai lòi không? Phải gì nói có người lòi á. Nói lòi gì không có lòi tiền đâu mà. Đi mượn mà không ai cho mượn hết trơn nè. Giờ biết tiền đâu trả cho người ta nè. Ba chân khô queo khô khóc mày. Thì tưới nước. Tưới tay làm chi? Đó có máy tưới tay tưới gì? Múc nước từ dưới sông rồi múc lên tưới hả? Ba sông múc kiết rồi múc đi gì để tưới hả? Không bơm hả? Không bơm chiền hả? Chiền mấy máy luôn mà không bơm hả? Rồi bứt lóng bụt rồi xuống mua xăng mua dầu rồi ta bơm hả? Lãng gian. Rồi bắt mày cơm lên chưa? Chưa. Lấy bụng sao bắt mày cơm lên, về ta làm đồ ăn cho ăn. Trời ơi, về mà làm bắt. Giờ bắt rồi chừng nào mới ăn? Thì biết. Chứ ăn chứ hỏi sao biết. Thế giờ có ai về nhận nhậu á, chứ là làm liền, làm mồi liền á, làm mồi nhậu liền đó. Có ai về? Có ai về đâu làm. Chắc thèm chắc khác lắm, thèm lắm. Bật cái mình nè. Hôm hai chồng mới trả nợ xong á, xong cái miếng đó, cái giờ đi mượn đi cầm. Rồi giờ ta cần tiền không có gì hết trơn á. Ta nói cái nói tao nói hoài, nhức đầu. Mà thấy đừng cho, lúc đó đừng cho mượn đi, giờ tao đâu nói đâu. Ai mượn cho chứ giờ không cho ta nói. Hiểu mượn không cần mượn, đưa mượn, tao không trả gì. Bà mấy chục triệu, mười mấy triệu, từ từ làm như tính hay lắm. Tính một cộng một là hai là rồi xong á. Không có lầu đâu, giống ôm vậy đó. Mà ăn tính toán trật ruột không. Sang tán bán trâu không biết làm gì á. Giờ mắc nợ rồi.
Trời ơi, đường nắng muốn hả hồng mà mượn người này mượn người kia mà không ai cho mượn hết trơn á. Còn cái bà kia về xong mượn dễ quá. Nhậu nhẹt xỉn sai là hay là giỏi á. Ngồi đi. Dầu mắt là cơm, ăn cơm vậy đâu nữa. Đi nhậu. Nói hoài nhẹ nhất. Tiền bạc mà đi nhậu hoài. Nói nhẹ nhất đầu. Ghi vô sổ. Có nghe không nữa trời. Trời ơi. Tiền bạc không có trả nợ cho người ta mà giờ đi nữa. Chướng ghê không? Có một chồng chán dễ sợ. Mần ăn đồng vợ đồng chồng. Không. Mần mình nè, làm mình. Muốn làm gì làm tự quyết định mình nè. Ờ không hỏi. Ừ em ơi cái đó là làm được không? Hoặc là vợ ơi là vậy làm được không? Không. Tự chơi mình vậy đó. Tự quyết định mình. Rồi hốt đất cục vô ăn. Bước lá một bụp nó đi chợ. Không có biết tiền gì hết trơn. Tiền này tiền kia tùm lum tiền mà không biết gì hết trơn. Nhậu điếc ngu người đây. Nói thì mắt tôi nó hoài. Thì cũng vậy đó. Do vậy á tôi mới lãm nhảm hoài mình vậy đó. Chứ khi không tôi có khùng có điên đâu mà nói chuyện mình hai mắt con bố. Hay nào giờ có giặt đồ bên mấy sông mà rớt quần xuống sông rồi mà bị khùng bị điên. Không nói tức trong lòng. Nói ra người ta nói tôi khùng. Mà không nói không được. Nguyễn tỉnh Tiền Giang chắc mình tôi nói nhiều á. Chứ có ai nói nhiều như tôi đâu. Giờ đi tới nhà nè người ta cũng đóng cửa hết trơn. Không ai mở cửa mà tiếp ở cho mượn tiền. Giờ ai ta cũng khó khăn cho ta có cái tiền dư đâu mà sẵn mà cho mượn. Có má tôi á. Má tôi tốt bụng lắm. Mà tốt bụng với con bà. Ôi nãy đốc con chửi ông cái đau bụng dưới trời. Róc hơi quá hay con nó mệt hay gì. Ba quỷ này cái dọn cái để đây nè. Chặt cái giờ do đi nhậu. Là đói bụng. Bị dẫn đài kêu là đói bụng gì nấu cơm ăn giờ cho về á. Vì chuẩn bị nấu cái rồi xách quần đi. Không chịu phụ. Ừ phụ người này làm cái này người kia làm cái kia cho rồi mình tôi làm mà. Ổng mặn tôi cũng mặn với tôi có làm biến tôi ở không đâu mà giờ sanh nảnh. Thì người này mặn này người kia mặn kia chứ. Nói bắt mình tôi mặn. Tôi cũng đi mặn kiếm tiền chứ tôi có không đâu mà bắt tôi nhà nấu cơm nhặt đồ là phải phụ nữ phải làm. Thì rảnh thôi ngồi làm đây phụ người ta chứ.
này nhậu chắc về, chắc về thôi hả, như vậy thỉnh chắc nữa, bực mình ghê. Bữa ngưng ít bữa, kiêng ít bữa cái rồi nay cũng đâu vô đó nữa, quất tiếp. Sáng xỉn chiều sai, thèm dữ lắm, thèm nhậu dữ lắm. Nói ra nghe lộn mà khắc khẩu, mà không biết sao xưa coi thầy mà nói hạp á, hạp rồi mới cưới tôi á, chứ xưa nói đại khắc khẩu rồi đòi hai chồng ông hạp đi, lâu cưới tôi đâu có về ở tới giờ. Giờ như gạo nấu thành cơm vậy nè, giờ mang thêm cục trong bụng nữa, giờ là xong xuôi là đòi đời hết đó, dán nóng thiền á. Nhà cửa gớm tùm lum tà la hết trơn, không có ai dọn dẹp lau chùi hay gì, ai cũng vậy. Bài bài dọn là hay lắm, gì đâu nhà minh mông. Tôi có bầu mà tôi làm như tôi còn gái trời, không có kiên cử gì được luôn, mà quật tối ngày nắp cũng dọn, đừng giống ôn gì đâu. Ghê lui nơi luôn. Ơi về chi sớm vậy, sao để tối về, tối đường đâu về ấy, ba gòn hư của người ta đi phá gì vô hả, nha không có tiền bạc rồi bây giờ phá của người ta nữa đi. Bây giờ điên hay gì mà còn tôi trông, mà giờ banh kiếm nó giống ôn vậy chồng. Kiếm gì kệ tôi, banh cái tủ ra cái sổ đỏ rồi giờ muốn banh cái gì nữa, lấy vàng trong đó hả gì, khùng không, ác nhân nghe không. Trời ơi của người ta mà bây giờ bố banh nó làm cái gì, chưa có khô mà banh nó làm cái gì. Mình là kiếm sổ đỏ có không đây, không của người ta thì để cho người ta đi, có sổ đỏ đây nè bà, ở nhà cũng không chịu nấu cơm, nó về là làm đồ ăn cho ăn, khách quần đi nhậu rồi chúng bây giờ về quần bỏ báo. Quần lại cái gì, chúng đi nhậu bỏ quần lại hôm nay hả, về hả ngưng nửa bữa cái giờ nhậu tiếp đó, coi dò cản hình thù rồi giống ai không, đi lại té bộ bắt tiền hình coi coi ông giống con nào, con trong tiền hình
trong thế giới động vật hay ở đâu? Sình đất mình mãi thôi, thấy gớm thấy ghê luôn. Nhớt nhau tùm lum. Sao tôi chán dữ trời. Phải chi á, biết ma mắc nợ á, mười mấy triệu đó. Chịu mần á, chịu mần phụ đi, đừng trả nợ phụ với người ta. Không có biết cái gì hết trơn á. Ăn nhậu là hay là giỏi. Giỏi dữ lắm. Rồi bây giờ sổ đỏ ngân hàng đó. Rồi chừng nào lấy ra. Rồi đưa cho tôi. Tôi bằng công chuyện tôi trả nợ. Rồi để tôi nai cái thân tôi ra là tôi làm nè. Giờ ông giỏi ra ngân hàng lấy sổ đỏ về đi. Ăn nhậu hay lắm mà. Ăn nhậu sao mà đưa sổ đỏ luôn rồi. Rồi giờ tôi cần công chuyện là dần sao đây. Ăn nhậu là giỏi lắm. Sớm này không ai bằng đâu. Sao lại? Sao nhậu lại? Uống bằng lỗ mũi mà. Sao nay em để tối đi về. Về cái lên giò cắn nè. Thình thù nè. Lên giường ngủ luôn cho nó sạch sẽ. Thơm tho á. Thấy là ngứa con mắt hả? Nói một lần không có nghe, phải nói nhiều lần. Mà nói nhiều lần cái nó nói ta nói nhiều. Nhưng nít vậy. Tôi nói không, tôi nói hoài. Nó ôi ghét ghê chưa? Trời đất ơi. Tôi có bầu sao hành tôi hoài vậy, để tôi nói hoài vậy hả? Không có thương tôi ha? Không thương thôi đừng nói đó, cướp chuối tôi chi vậy? Sao bây giờ về hành tôi quá vậy? Hay tôi mắc nợ bây giờ tôi trả? Vừa vừa phải thôi chứ. Sao chọc cái mỏ tôi nó nhiều vậy? Như thằng pin vậy đó. Không biết gì hết trơn, lên ngồi chơi vậy đó. Tiền nợ cô không đếm xỉa tới luôn. Để mình tôi tự làm gì làm. Nói chứ tôi làm, mình tôi ăn, tôi cũng không nói nữa. Này mấy miệng ăn. Bây giờ làm, không chịu làm. Trả nợ một nùi đó, nào không trả. Con chán ghê chưa. Đi khắp cái xã Hòa Tịnh này có ai giống ông không? Không mặn phụ thì thôi, có nhậu thì về cũng ngủ đi. Giờ hoàng xình ở đây nè. Phá của người ta. Tay gọn vậy chưa có khô, nhìn giờ bươi kiếm một nậu gì ở trong. Chồng người ta hả? Có nhậu hả? Đi đám cưới đám giỗ là đi có nửa buổi hả? Con không có nhậu nó về tới đời đi phụ vợ phụ con. Nhưng mà kiếm tiền trả nợ trả ơi rồi. Còn này đi hết ngày nào là đi ngày nào là hết ngày đó. Đám giỗ mà trưa là nhậu tới tối mới về như đám cưới vậy. Đám cưới là đi 2 ngày 3 ngày. Đám giỗ cũng gần hết 2 ngày, ngày rưỡi. Nhậu mệt quá bữa sau đâu mặn nổi đâu. Năm xin. Tụi nó có nghe không trời mà ngồi nó hoài trời. Dính lỗ tai là mà nghe giùm cái ấy chứ. Lớn rồi chứ phải nhân như nít thôi mà để tụi nó hoài. Ra thằng nước rửa cái cặp giò giùm cái đi. Thấy gớm kìa. Có giống ai không? Giò cản thình đất hay ghê hả? Đi rửa đi chứ gì mà móc hoài vậy trời. Thấy gớm chưa? Đi rửa em cái đi ông nội ơi, thấy gớm á trời đi.
Mỗi lần nhìn thấy là nhớ cái sổ đỏ là lửa ra hả? Sao nói hoài vậy? Xỉn thì cũng nói mà tỉnh cũng nói, rồi làm sao vừa lòng bà? Thì anh em đưa cho mượn, thì cho mượn thì thì sao? Thì nó chạy có nó trả gì nó hoài vậy? Thì anh em không thì có cháo không cháo, cơm cơm mà cái sổ đỏ cũng tôi với bà làm, cũng có phần của tôi chứ không phải của bà không đâu mà không cho tôi quyết định. Mà giờ tôi làm gì đó, tôi cũng làm trong đó, tôi cũng đưa bà giữ hết, tôi giữ ngàn nào. Thì sổ đó thì ổng ra ổng khiếu ổng mượn thì tôi đưa ổng mượn, thì anh em thì cho mượn thì nào ổng trả đó, giờ lên mình đòi. Giờ mượn rượu cái lòng tới đâu với tôi hay vậy? Mượn rượu vậy chứ giờ tôi tỉnh á, bà cũng cự thì tôi im, giờ xỉn này giờ có nhiêu tôi nói vậy. Nói vậy nói vậy? Thì nói vậy nãy nói vậy giờ đó, chi bà không nghe hay gì, lỗ tai để đâu? À dưới bàn giò hay gì không nghe. Cứ gì về ăn cơm cũng lãi nhãi rồi, đi cầu cũng lãi nhãi, nói hoài nói có nhiều đó nói hoài, có ra được tiền không, có trả không. Thì mà cũng đợi từ từ, người ta chạy xe cũng mười mấy triệu ít hay gì, từ từ người ta đưa. Ấy bà mua ở tù có nhiêu á, sao đỏ, sao đỏ đâu rồi, sao đỏ đưa ai rồi? Viết nằm ngủ nằm mơ thấy bà nói chuyện trong đó. Sao đỏ đâu không? Đỏ đâu rồi? Ăn cũng sao đỏ, ngủ sao đỏ. Không sao đỏ rồi, giờ 14 triệu đó rồi ai trả? Thì từ từ tới trả tao. Tao điên tôi nha. Phải mà tôi nói ít tôi nhịn rồi đó. Rồi giờ mà làm gì tôi? Tôi nhịn bà lâu rồi nha. Giờ không nhịn thì làm gì tôi, không cho tôi nói hay gì? Đúng quá mà. Chừng nào có đem sổ đỏ về đây đi, là tôi không nói nữa. Chứ giờ cái nàng ngày nào mà chưa có sổ đỏ là tôi còn nói hoài, nó quỷ. Tôi nói tới chết thì thôi nhá. Chứ giờ tiền bạc ông nghe nhắm coi để nhìn giờ trả nợ cho người ta. Có ác nhân chưa? Ăn nhậu ghiền lắm, ham lắm. Giờ cũng còn nhậu nè. Bữa vậy ngưng nít, bữa cái nay nhậu tiếp. Hình thù giò cắn kìa, xinh kìa. Thấy mà ghê luôn. Như đi rượu thôi đi vậy. Bò mà đi cái lúa vậy. Đi ruộng gì? Ruộng gì mà dính xình cái cả vậy? Xỉn sai té lọt đì lọt mương chứ đâu. Là quá tôi nhưng pin tôi không biết hả? Nó có cái áo là bèo không kìa. Bơi kiếm dịch chứ hay gì? Dớt bèo về bỏ vô mấy cái lếp. Bỏ tới tôi hay làm gì? Cá ăn. Bỏ rồi mà mốt tưới đồ rồi dướng ba cái máy sao tưới? Tưới dưới đáy mà tưới trên mặt hay gì? Nước cạn xèo đó mà đáy đầu đáy. Chưa được gan tay nữa mà đáy hả? Gan tay không biết đâu, không có đầy đủ, có biết con què chứ đâu mà nói. Ăn nhậu nó hay lắm. Về anh hai nhậu thì vui lắm, là đưa số đỏ liền. Rồi lâu để cho tôi không nói. Làm gì nhìn? Tôi nói mày nghe. Nhịn mày lâu rồi đó. Giống nhịn rồi làm gì tao? Thì chửi mày chứ sao? Đi số đỏ về đây à? Số đỏ có gì đó nó hoài luôn. Thì nói một lần tôi nghe rồi, từ từ người ta đưa cái gì. Giờ mà nói nó cầm rồi lấy gì đâu mà lấy lại. Thì anh hai mượn rồi từ từ anh hai trả. Trả chừng nào trả, có ngày có tháng cụ thể đi. Ai mà biết. Trả thì nó nói ngày nó tháng cụ thể chứ đừng có nói miệng, ai nói không được. Thì nó chạy xe giờ đó rồi. Giờ tiền đâu mà trả người ta mà phân bón tùm lum hết trơn á. Bây giờ còn xách quần đi nhậu không chịu lo mần phụ người ta chứ. Rồi đi nhậu hay á. Sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu, tối nhậu. Bà nhậu kêu nãy bà luôn. Kêu kìa. Giờ đi tới nhà người ta, người ta đóng cửa hả? Người ta cũng nghèo khổ tiền người ta mượn. Giờ nợ ao dây nùi luôn. Đi ngang nhìn ta thấy mắc cỡ kìa. Đi là lấy con lá che mặt lại chứ. Nàng giờ coi giờ chồng con như vậy đó, chán chưa? Nó bụng cơm cũng hụn ta bắt cơm lên đi làm gì làm không, khách mang giấy đi nhậu thèm lắm, thèm dữ lắm chứ không đi bỏ lại nhà để nhà chết hả gì đi hoài
không có tiền nào mắc nợ thì phụ người ta đi chứ, có tiền trả nợ, không trả, trả nhiều trả ít từ từ. Kiến tha lâu cũng đầy tổ chứ không lẽ không đầy mà không chịu làm đi nhậu. Kiến là nó một đàn, ông đi mần mần mướn cho người ta ngày cũng được 2-3-400 ngàn thì cũng trả được từ từ chứ, thì cũng có cái đi hứa với người ta, ừ để chồng tôi đi mần hồ trả hay gì. Cái này không chịu mần gì hết trơn á, ít qua người ta chê tao không lấy. Chồng con chán ghê không nói vậy chứ, tôi đi là giận cho tôi nói giờ nợ ai trả. Bố bà trả với tờ, mình bà trả cự. Trả mày đi nhậu là trả gì? Trả rượu trả bia hay trả gì? Ừ mười mấy triệu chừng nào trả chứ sao? Mà không cho tao nói mình nó hoài. Nó hoài nói một hai lần thôi vậy. Nói nó hoài vậy. Nó hoài nhưng mà chưa lội sổ đỏ ra, chưa có ai lội tiền ra tao. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi nó ơi má ơi nó quánh một lẹ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, má ơi, nó quýnh con này, má ơi! Mày khùng mày sang ơi! Chạy sao mày? Im chưa? Xíu ơi! Ngủ hay gì vậy? Dạ mày! Giá bộ hồi mày! À, nằm xấu nha! Dạ ơi! Dạ. Toán con cái chịu hả? Qua rồi đó, bây giờ nằm mới đi. Nằm chứ mới đi. Hồi ra. Nằm sống rồi. Ủa? Thật coi, vụ gì vậy? Léo, Léo, Giang Sang, Giang Sang, làm gì nằm đây vậy? Hả? Giang Sang, Sang ơi, có nhà không Sang? Léo, Léo, sao con nằm đây? Hả? Sao con nằm đây, Sang ơi? Ừ. Bố mày làm gì nó, sao nó ra nó nằm đây vậy? Nằm đâu? Nè. Trời ơi. Nhà nóng quá ra đây nằm cho mát mát. Sao con làm gì con nằm, trời ơi đầu cổ đất cát không? Nhà hầm quá con ra đây nằm. Ngủ lắm gà, ngủ. Rồi mày làm gì nó? Con làm đâu tự nó kêu nhà ngủ ngủ gà nằm rồi đó ngủ quá. Rồi sao mày không kêu nó vô mà không kêu không vô rồi. Rồi mày đi nhậu hay gì vậy? Có đâu. Uống nước dừa không? Tối ngày ăn nhậu vậy đó. Rồi có sao không con? Trong nhà nực quá ra đây nằm nó mát mát, nằm cây nó mát. Sao kỳ vậy? Đây nằm cho mát. Sao trong nhà không nằm? Nhà hầm quá. Ra đây nằm cho mát. Rồi có trong mình có sao không? Không á, nấu sao mới bình thường á. Trời ơi làm tao hết hồn à. Nhà nóng quá, tiếp cô nóng ra đây nè. Mày tối ngày mày đi ăn nhậu hoài vậy hả Sang? Hả? Mày đi nhậu mày mới về hả gì? Không, đi ruộng mới về. Đi ruộng mặn gì? Đi ruộng móc 3 lít chăn lên. Tôi bay tối ngày tao mệt quá trời đất đi. Nãy kêu nhà ngủ không ngủ ra nằm rồi đó đó. Mày kêu không vô. Kêu cái buổi trời không vô để nằm luôn. Rồi nó có bệnh hoạn gì không vậy? Không. Nó má nực quá, nó nằm đó. Thì nó nói vậy cũng sao, nó nằm chứ không tự nhiên ra nằm đất cát không. Mày biết hết nằm nó nằm. Con làm gì đâu. Con mày xỉn... với nó cũng sao nè. Con xỉn làm gì nó nổi đâu, tại quánh con cái nằm chìm bẹp tới rồi. Mày riết rồi hơi quá đáng sao người.
nhậu vừa vừa phải phải thôi, làm gì ngày nào mà cũng nhậu cho mệt quá. Nhậu hoài cho mày chết sớm à. Mày cho thì mày. Ê mày cho. Coi ăn nhậu coi riết rồi. Chó sủa nó cũng la nữa, được nữa.